Thanh Hóa là tỉnh tập trung nhiều nhà máy, cảng vận tải, mỏ khoáng sản và công trình xây dựng. Với hàng nghìn xe chở đất đá, cát, vật liệu xây dựng, xe đầu kéo và xe container hoạt động ngày đêm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban An toàn Giao thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải đầu mối, các doanh nghiệp khai thác mỏ, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh ký cam kết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Sau một thời gian triển khai, bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực. Sau khi mà triển khai mạnh mẽ đồng loạt theo cái chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Thông vận tải, Bộ Công an cũng như là Ủy ban Nhân tỉnh Thanh Hóa, thì đến nay cái tình trạng xe quá tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã giảm đáng kể. Cái việc mà nghênh ngang chở quá tải trước đây phổ biến ở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thì đã giảm. Đấy. Bây giờ các xe thì trước đây quốc lộ 1 thì cái tình trạng xe quá tải qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa 98 cây ấy, thì quá tải hoạt động là ngang nhiên và chiếm tỷ lệ tới trên 60%. Thì đến nay theo đánh giá của chúng tôi, sau 8-9 tháng triển khai quyết liệt, đồng bộ thì tình trạng xe quá tải đã giảm xuống còn 20%. Thì đấy là một trong những cái mà về công tác triển khai các chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, của các bộ ngành thì tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt trong thời gian vừa qua và đạt những kết quả ban đầu. Công ty xi măng Vimsen Bỉm Sơn Thanh Hóa hàng ngày có cả trăm lượt xe chở nguyên vật liệu, chở xi măng thành phẩm ra vào nhà máy. Hoạt động này được liên kết giữa nhà máy với các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Tuy nhiên, mỗi xe ra vào nhà máy đều được cân tải trọng qua cân điện tử của nhà máy, nên công tác vận tải luôn đảm bảo theo đúng quy định, không có trường hợp xe vi phạm vượt quá tải trọng cho phép. Sau khi ký cam kết cho đến nay, thì chúng tôi thấy là cái việc mà vi phạm quá tải của các cái nhà xe là nó đã có những cái chuyển biến rõ rệt. Đối với xi măng Bỉm Sơn vừa rồi thì chúng tôi tập trung ở hai cái khía cạnh. Một ý là đưa ra các cái quy trình hướng dẫn cho cái hệ thống viết phiếu của bộ máy tiêu thụ. Và cái thứ hai nữa là tăng cường cái kiểm soát ở các cái bàn cân để làm thế nào đấy để hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng cái quy định của nhà nước về tải trọng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Cường đứng chân trên địa bàn xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là doanh nghiệp kinh doanh vận tải với 68 đầu xe tải trọng nặng, chuyên vận tải xi măng, đá phụ gia đến các công trình trong tỉnh Thanh Hóa và vận chuyển đi ngoài tỉnh. Công ty luôn nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng quy định, thông tư của Bộ, Sở Giao thông Vận tải. Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp luôn chấp hành tốt quy định khi tham gia giao thông, không vượt tải, không tự ý cơi nới thùng xe để chở quá tải, phụ lợi cá nhân. Sau khi được nghe cái chủ trương của Chính phủ thì chúng tôi cũng đã ký cam kết với Ủy ban Nhân dân xã, rồi lấy với huyện Hà Trung và ký cam kết với Sở Giao thông tỉnh Thanh Hóa. Xe chúng tôi sẽ hạ tải và cắt cơi chỉ để còn nguyên bản của xe, và cũng quán triệt cho tất cả cán bộ công nhân viên lái xe là bịt bạt phủ kín đi đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, trong quy định về tải trọng cũng đã vô tình làm khó doanh nghiệp vận tải liên quan đến phí vận tải và số lượt vận chuyển. Nhiều doanh nghiệp có xe chở các loại hàng hóa siêu trường, siêu trọng thường không thể cắt rời hay chia nhỏ để vận chuyển. Nếu lưu thông, chắc chắn sẽ quá tải. Hơn nữa, liên quan đến chi phí vận tải sẽ làm tăng giá trị sản phẩm, giá thành cao sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong một đơn vị chúng tôi hiện bây giờ là có gần 100 cán bộ công nhân viên. Chính phủ phải có một cái hàng rào và có một cái cơ chế để dần dần công ty vận tải thì tháo gỡ gần dần đối với người lao động. Chứ thật sự làm trong một lúc rất là căng trong lúc này, thật sự là khó khăn cho doanh nghiệp. Trước hết là về mặt quan điểm thì lãnh đạo trong Bỉm Sơn cũng nhất trí là hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của Đảng và Nhà nước. Đây là một cái chủ trương rất lớn, và không những xi măng Bỉm Sơn mà tất cả các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái hoạt động vận tải rất là lớn ngoài xã hội, về cái việc kiểm soát xe quá tải đối với xe ra vào của công ty xi măng Bỉm Sơn
Về việc này thì quả thật đây là một cái khó khăn đối với xi măng Bỉm Sơn, vì xi măng Bỉm Sơn thì có một cái lượng hàng đầu vào là nhập các cái vật tư nguyên liệu đầu vào và đầu ra thì xuất sản phẩm ra thị trường. Hàng ngày như thế thì xi măng Bỉm Sơn nhập cũng như xuất khoảng là trên dưới 20.000 tấn, kể cả sản phẩm đầu ra cũng như là vật liệu đầu vào. Khi mà áp dụng cái hạn chế quá tải thì đối với xi măng Bỉm Sơn quả thật là một cái điều khó khăn rất là lớn. Trong thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã triển khai hội nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn để phổ biến, quán triệt các biện pháp siết chặt, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe, tổ chức phối hợp các đơn vị liên ngành theo thông tư 12593, liên tục tuần tra, kiểm soát, chốt chặt, ngăn chặn, buộc hạ tải các xe đi vào quốc lộ 1A, 45, 47, 217 và đường Nghi Sơn Bãi Trành. Đồng thời sử dụng trạm cân lưu động, cân xách tay để kịp thời kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho ngành là tổ chức hội nghị, mời các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị có hoạt động vận tải để tổ chức tuyên truyền cái nghị định mới. Đặc biệt là nhấn mạnh đến những hành vi chở quá tải, chở quá khổ sẽ phải xử phạt nặng. Nhất là các doanh nghiệp, các tổ chức vi phạm. Tham mưu cho Ban An toàn Giao thông là triển khai một số các cái in ấn, các cái nội dung có liên quan đến cái nghị định này để mà cũng mục đích tuyên truyền. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 2015 sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có những hành vi vi phạm về tải trọng xe theo cái tinh thần của nghị định 107. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh cũng như các ngành sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện và xử lý triệt để các doanh nghiệp vi phạm quá khổ quá tải, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công trình giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hoạt động vận tải được diễn ra thông suốt, an toàn, đúng quy định.